hậu rồng nha anh em. Thổ sấm hai hậu rồng. Thổ sấm hai hậu rồng nha anh em. Mình qua đi đây. Qua phơi nắng rồi kéo cái cửa xuống không sát. Cặp hình khủng. Chiến tướng đều đang rất lòng hết nha. Thổ cọp hình khủng và H69 bị rất lòng hết rồi. Mổ vào chết mẹ, chết mẹ rồi. Con sáu chín ngu rồi mẹ, đưa cái đầu ra nó mổ dính rồi, chống lỗ lông rồi. Thứ ngu cái mỏ thật mày, ngu nghe. Đại ca bữa nay lập công nha, sáng đi lập công. Thổ
mẫu cọp bữa nay sáng đi lập công. Sáng lập công sung quá trời. Còn nhát máy quay. Chơi đấu tay đôi xưa rồi, thua là xưa rồi. Chơi đấu tay ba luôn. Công ảnh sung quá trời, anh sung giữa là con H69 nha. Còn bên bìa kia là con lở, là con thổ cọp nha. Bên đây là con thổ đồng nha. Con lở luôn. Con đồng bao gù luôn. Đồng gù ghê thiệt chứ. Đồng mà đi thi gù được á. Gù không phùng công lông.
69 đang rất lông rất nặng nên nó yếu gù, rất lông nặng lắm. Thôi bao nhiêu đó được rồi, hóc nắng quá rồi. Rồi chào tất cả anh em luôn nha. Anh em muốn cần bổi, bổi thuần, bổi nổi, mồi lỡ hay là mồi gì đánh liền, anh em cứ vào alo Q69, mình để số điện thoại ở phần tiêu đề đó nha anh em.